Chúng ta biết rằng sự đau khổ và hậu quả của nó đã đè nặng lên nhân loại từ sau khi tội nguyên tội xảy ra. Nhưng Đức Trinh Nữ là đấng vô nhiễm nguyên tội từ thuở đầu thai. Vậy làm sao cắt nghĩa sự kiện người cũng phải chịu đau khổ dày xéo? Đức Giêsu đã chịu đau khổ, đó là vì người muốn thế để cứu chuộc chúng ta. Còn chuyện Đức Maria cũng phải nếm bùi tân khổ thì thực tình không sao hiểu được. Tại sao Đức Trinh Nữ không mắc tội tổ tông truyền lại phải chịu đau khổ? Đây là một câu hỏi thú vị và hữu ích, vì đây là một thắc mắc thường gặp nơi đa số các kỳ tù hữu. Khó khăn ấy do một cái nhìn thần học quá giản lược về sự vấn đề sự giữ và đau khổ gây ra. Người ta thường quan niệm sự việc như thể đau khổ là một hình phạt do Thiên Chúa áp đặt lên con người từ bên ngoài và tỷ lệ với tội. Đúng ra, thực trạng ấy về nhiều khía cạnh phức tạp hơn nhiều. Đau khổ chắc chắn là hậu quả của tội, nhưng là một hậu quả nội khởi chứ không phải là một hình phạt bịa đặt. Như thế, một đứa trẻ bị phỏng tay vì nghịch lửa, chứ không như một đứa bé bị cúp phần bánh tráng miệng vì đã bướng bỉnh nghịch lửa dù đã bị cấm. Còn hơn thế nữa, tội lỗi đã du nhập vào thế gian, một sự hỗn loạn vô lường mà không ai có thể biết hết mọi ngõ ngách quanh co và vô tận của nó. Không ai có thể xác định được nỗi đau khổ là xuất phát từ nguồn gốc dơ bẩn của tội như thế nào. Cuối cùng, trong vực sâu tối tăm ấy, cả một khối người đông đảo đều liên đới với nhau. Đến nỗi nơi trần gian này, sự đau khổ mỗi người phải chịu không cân xứng với những tội riêng họ phạm. Chẳng hạn có một số người công chính phải hứng chịu những thử thách nặng nề, đang khi đó có những kẻ tội lỗi lại được dường như miễn trừ. Tình cảnh ấy đã từng làm rối trí nhiều người Do Thái đạo đức trong Cựu Ước. Thí dụ, ta đọc thấy trong Thánh Vịnh 73 những câu như sau: chút nữa thôi là tôi vấp phạm, bởi ác nhân cứ thịnh đoạt hoài. Quả là chúng chẳng hề biết khổ, vẫn giàu sang phú quý mười mươi. Mọi tân toan bao người nếm trải, chẳng bao giờ chúng phải xa vào. Thế ra tôi giữ lòng trong trắng, tay rửa tinh truyền lại uổng công sao, bởi suốt ngày chịu bao đòn vọt, mỗi sớm mai hình phạt sẵn chờ. Tác giả Thánh Vịnh trên là người đầu tiên đã hiểu được rằng không thể tìm lời giải đáp cho vấn đề trong những phần thưởng nơi trần gian này. Ông đã thoáng thấy phần thưởng ở đời sau, và ông đã soạn Thánh Vịnh trên để bày tỏ điều vừa khám phá đó. Ông thưa cùng Chúa: sau khi chết, Ngài sẽ dẫn tôi vào nơi vinh hiển của Ngài. Đức Maria và Chúa Kitô đã sinh ra trong trần gian tội lỗi này, là nơi ngập tràn đau khổ, nên các ngài cũng phải nếm trải mùi tân toan ấy. Chẳng hạn, Chúa Kitô đã phải chịu thiếu thốn, nghèo khó, bị thù ghét và vu cáo, chịu thương khó cùng chịu những sự ngược đãi của lý hình, rồi sau hết chịu đóng đình và chịu chết. Vì không vương tội lỗi, Đức Kitô và Đức Trinh Nữ được miễn khỏi những đau khổ nội tại như sự nô lệ tình dục, sự mất mát quân bình và những yếu đuối về mặt luân lý, và cuối cùng là tất cả những sự xấu xa mà kẻ có tội tự chuốc lấy cho mình. Nhưng các ngài không thoát khỏi những đau khổ đè nặng trên con người từ bên ngoài. Làm sao phân định ranh giới rõ rệt giữa những đau khổ phát xuất do tội lỗi riêng và từ bên trong của con người mà Đức Giêsu và mẹ Maria được miễn thác, và những đau khổ bên ngoài đè nặng lên bất cứ kẻ nào còn ngục lặn dưới trần gian? Trước vấn đề này, có một lô những ý kiến rất khác nhau. Theo một số nhà thần học, những ơn ngoại nhiên mà ông bà tổ tiên ta đã được hưởng là những ơn rất huyền diệu khiến họ vượt thoát khỏi mọi khổ đau và đã thật sự sống cảnh thiên đàng trần thế. Một số người khác có một cái nhìn khiêm tốn hơn về những ơn ngoại nhiên ấy. Và số này càng ngày càng đông, dựa vào những gì hiện nay ta biết được về nguồn gốc con người. Họ nghĩ rằng tổ tiên loài người chẳng những không được miễn khỏi những sự đụng chạm và thương tích, mà còn phải chịu sự tác hại của phi trùng, cũng như không thoát khỏi những giới hạn tự nhiên của đời sống con người. Bằng mọi tiến bộ của khoa học, đời sống con người trong những điều kiện toàn hảo nhất cũng chỉ có thể kéo dài khoảng 107 năm là cùng. Thí dụ, có một số người nghĩ Đức Kitô sẽ không hề chết
nếu đã không phải lãnh nhận một cái chết hung bạo, và Đức Trinh Nữ cũng chẳng hề biết đến sự chia lìa hồn xác. Nhưng mẹ đã bay lên trời, chứ không phải chết. Một số khác lại nghĩ hoàn toàn trái ngược, rằng mẹ đã chết một cách chết tự nhiên và có thể là vì già. Chúng ta không đi vào những tranh luận đang còn tiếp diễn trên. Điều quan trọng chính là chân lý sau này mà sách thánh muốn ghi vào lòng ta bằng mọi cách. Chúa Kitô đã chia sẻ thật sự và rất sâu xa thân phận đau khổ của con người. Người đã chịu đói, chịu khát, chịu mệt nhọc. Người đã khóc thương Lazaro và Jerusalem. Người đã phải sợ hãi bao trùm, xao xuyến, đè nặng và buồn rầu đến chết. Thánh Phaolô nhấn mạnh đến sự tự hủy của Chúa, Đấng đã tự hạ để trở nên giống chúng ta trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi. Ngài xác tín sâu xa điều đó đến nỗi dám viết một câu kỳ bí sau này: vì ta, Thiên Chúa, đã làm cho Đức Kitô thành sự tội. Ta hiểu rằng người đã mặc lấy nhân tính với tất cả hậu quả của tội đè nặng trên đó, và những hậu quả bị đát đó mặc sức giày xéo người công chính ấy, vị Thiên Chúa làm người ấy để đưa người đến thảm trạng cuối cùng là cái chết trên thập giá, như ai trong chúng ta cũng đều biết. Và rồi cũng thật nhiệm màu, Đấng cứu thế đã muốn mẹ người ở bên cạnh trong lúc khổ đau chất ngất, lúc mà tình yêu toàn thắng của người đã đẩy lùi đau khổ lột ngược về tận nguồn phát xuất, để quét sạch những dòng cay đắng của tội cùng những hậu quả chết người của nó. Làm sao một tạo vật có thể làm mẹ Thiên Chúa? Chúng ta thường gặp nhiều Kitô hữu như trên. Họ đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần câu Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời. Nhưng thực ra chỉ đọc cách hoàn toàn máy móc. Họ không hiểu, và nếu có tình cờ nghĩ đến thì lại cho đó là một điều kỳ dị, hoặc có khi còn cả dám nghĩ rằng điều ấy không đúng. Tuy nhiên, đây là một tín điều phải tin. Trước tiên phải nhận rằng lời phản đối trên là đúng. Thật vậy, Đức Maria không sinh ra con Thiên Chúa xét theo tính hằng hữu và siêu việt của người, mà chỉ sinh ra con Thiên Chúa xét theo nhân tính mà người mặc lấy trong thời gian để làm một người phàm ở giữa chúng ta và để cứu chuộc chúng ta. Nhưng khi kêu mang và sinh hạ con Thiên Chúa, có phải Đức Maria chỉ tặng cho người một bộ áo thôi không? Không, hơn một bộ áo nhiều. Đức Maria không phải chỉ là một cô thợ máy đã may cho Thiên Chúa một bộ đồ. Người là mẹ của chính con người, vốn là vị Thiên Chúa đã làm người ấy. Ta phải hiểu như thế nào là mẫu tính nói chung. Điều này rất quan trọng. Thật vậy, Thiên Chúa Đấng dựng nên linh hồn bất tử cho mọi hữu thể nhân linh. Thế thì phải nói rằng thân mẫu của mỗi người chỉ là cô thợ may làm công việc mặc quần áo cho cái linh hồn người ấy thôi sao? Tức bà chỉ là mẹ của thân xác, của thịt máu người ấy thôi sao? Không, bà là mẹ của con người mà bà đã cho chào đời. Của tất cả con người ấy, chứ không phải chỉ là mẹ của một phần nào đó trong con người ấy mà thôi. Bà chỉ đóng góp có một phần, đúng, nhưng điều đó không ngăn cản việc bà là mẹ của một con người, một nhân vị. Mọi bà mẹ và mọi người con đều hiểu dễ dàng điều tôi vừa nói. Chắc chắn trường hợp của mẹ Maria thì khác. Vì mẹ đã cho chào đời một người con vốn dĩ đã hiện hữu từ trước đời đời như là một ngôi vị thần linh. Nhưng coi chừng, chính người con này đã chọn Đức Maria, đã muốn bà làm mẹ mình. Như mọi con cái loài người, người đã được mẹ kêu mang, đã được hình thành trong lòng mẹ qua 9 tháng trời và đã được mẹ cho chào đời cùng nuôi nấng. Vậy, người quả là con thật của một bà mẹ thật. Và ở đây cũng thế, thật là phi lý nếu muốn chia cắt phân biệt. Như tất cả các bà mẹ khác, Đức Maria là mẹ của chính con người mà mẹ sinh ra. Nhưng con người ấy không phải là một nhân vị mà là một ngôi vị thần linh. Vậy, mẹ đúng là mẹ của con người ấy. Và mẹ chỉ sinh ra người về phần nhân tính mà người đã mặc lấy để cứu cho chúng ta, chứ không sinh ra người xét theo thiên tính hằng hữu của người. Điều ấy không hoàn toàn dễ hiểu. Thật thế, vào khoảng năm 429 đến 430, Nestorius
dầu là một bậc vị vọng, tổng giám mục thành Constantinople, một thành phố vĩ đại, một tân thủ đô đã chống lại mầu nhiệm này. Ông đã phá thuật ngữ theo Tokot. Từ ngữ Hy Lạp ấy có nghĩa là mẹ Thiên Chúa, hay chính xác hơn là phải dịch là người sinh ra Thiên Chúa, hoặc mạnh mẽ hơn nữa, người đẻ ra Thiên Chúa. Vì Tokot là một từ ngữ thuộc về y học và sinh vật học, có ý nghĩa rất hiện thực. Để chỉ hành động sinh đẻ cụ thể về mặt sinh lý được dùng chung cho loài người cũng như loài vật. Nestorio nhất quyết bác bỏ điều đó. Theo ông, người ta không thể sinh ra. Thiên Chúa cũng như theo ông, những thành ngữ sau đây đều không thể chấp nhận. Thiên Chúa đã chịu khổ nạn. Thiên Chúa đã chết trên thập giá. Tuy nhiên, các giám mục họp công đồng ở Epheso đã luận phi lập trường của ông. Các ngài đã làm thế không phải chỉ nhằm tôn vinh mẹ bằng một tước hiệu cao sang, nhưng vì đó là điều quan yếu đối với đức tin, đối với mầu nhiệm nhập thể và cả với ý nghĩa của sự cứu độ. Thật vậy, trong nhãn quan của Nestorio, sự duy nhất của ngôi vị nơi Đức Kitô đã bị tiêu hủy vì ông đã phân người ra làm hai. Một bên là Thiên Chúa và một bên là con người. Người ta không còn quan niệm được rằng đó chỉ là một ngôi vị duy nhất. Trong khi, thật ra dù ngôi vị thần linh vẫn tiếp tục sống sự sống thần linh và vĩnh cửu của mình không có gì thay đổi, nhưng chính ngôi vị ấy, trong bản tính nhân loại của mình, đã phải nhận chịu quy luật của thời gian, của sự tăng trưởng, của đau khổ và cái chết. Theo lối hiểu của Nestorio, dường như những hành động do Đức Kitô nhân loại thực hiện, những nỗi đau khổ, cái chết, không phải là những hành vi của con Thiên Chúa. Thiên Chúa đã không giáng sinh, không chịu khổ và không chịu chết vì chúng ta. Như thế, tất cả mầu nhiệm cứu độ, tất cả mối tương quan giữa chúng ta với Đức Kitô và tất cả tình yêu của Chúa Kitô dành cho chúng ta đều biến dạng. Thật là một nguy cơ trầm trọng nếu hai kẻ yêu nhau lại lầm lẫn về tình yêu giữa họ, hoặc hai người bạn thân mà lại hiểu sai về tình bạn của nhau và có cái nhìn sai lạc về con người mà mình đem lòng yêu mến, cũng là một điều nguy hiểm không kém. Vậy phải nói sao về tình yêu của vị Thiên Chúa đã muốn mặc lấy trọn vẹn thân phận phàm nhân để làm người như chúng ta và ở giữa chúng ta? Trước gì tình yêu Thiên Chúa của chúng ta vẫn luôn giữ được mức đọc cháy và đầy yêu sách của cha ông chúng ta. Vì một khi đức tin suy yếu, chúng ta chỉ còn một sự hiểu biết sai lạc về Thiên Chúa, một hình ảnh méo mó về người. Than ôi, nếu lòng Thiên Chúa nơi ta không tăng lên được, phải chăng thường bởi tại chúng ta không hiểu biết người thật sự trọn vẹn. Nguyên tác số 1 22-27 quyển 2 Laurentine. Nguồn bài viết Giáo phận Phú Cường. Người thực hiện Kiên Nguyễn.